Sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, hàng chục tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại cảng Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã bị sóng đánh chìm, ngoài ra còn nhiều tàu cá bị mắc cạn. Theo đó, khoảng từ 1 giờ sáng nay, gió lớn tạo nên những cơn sóng có độ cao từ 4 đến 5 mét liên tục đánh vào khu neo đậu tàu thuyền tại cảng biển Hòn La. Hàng trăm tàu thuyền neo bị ảnh hưởng nặng. Đến khoảng 4 giờ sáng, sóng to và gió lớn đã giật đứt dây chằng và đánh chìm 26 tàu cá của ngư dân xã Quảng Đông, một tàu cá vỏ thép của ngư dân Cảnh Dương, một tàu lai rắt của Hải quân, 9 tàu cá ngoại tỉnh và 3 xà lan của cảng vụ Quảng Bình bị sóng đánh chìm. 7 tàu khác cũng bị mắc cạn. Trận sóng đánh đã khiến 7 người bị thương. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng và ngư dân tích cực huy động lực lượng, phương tiện để trục vớt, lai rắt các tàu cá bị nạn vào bờ nhằm giảm thiểu thiệt hại.